Tôi rời thành phố Vinh theo quốc lộ 46 đi về hướng Tây, qua huyện Hưng Nguyên để đến huyện Nam Đàn. Đi được 12 cây số, còn cách huyện lỵ Nam Đàn 8 cây thì rẽ trái vào thôn Hoàng Trù thuộc xã Kim Liên, cách lộ 46 khoảng 1 cây số. Đây là quê ngoại của Bác Hồ mà người dân quen gọi nôm na là làng Chùa. Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giờ đây là khu di tích văn hóa lịch sử Kim Liên, một di tích liên quan về Bác và quan trọng vào tầm bậc nhất của quốc gia và cũng là niềm tự hào sâu sắc của người dân xứ Nghệ. Đã có hàng triệu tấm lòng bà con trong nước và bạn bè quốc tế đã đến viếng thăm nơi này. Và hôm nay đoàn chúng tôi tới đây, tới mảnh đất mà người đã sinh ra và từng sống một khoảng đời niên thiếu từ năm 1901 đến năm 1906. Khu di tích này gồm có hai làng, làng Chùa, tên gọi là Hoàng Trù, quê ngoại của Bác, và làng Sen, tên chữ là Kim Liên, quê nội. Người mặc áo bộ đội này là cháu ngoại của bà Hoàng Thị An, dì ruột của Bác. Người mặc áo trắng hiện là tộc trưởng họ Hoàng, họ ngoại của Bác. Như bà Loan đi nuôi chồng ăn học thì bán, chứ còn những người ở đây người ta sử dụng thì để dùng. Chứ khi đó làm gì có vải à, vải này bán tự do như bây giờ, thì làm nó để đủ mặc thôi. Còn cái ảnh bà Loan hiện nay là ảnh bà chị gái tôi vẽ thay, nhiều nét giống bà Loan. Vẽ năm nào? Cái này tôi nhớ ông rõ, ông vẽ năm 72 gì đấy. Làng Hoàng Trù có nhiều dòng họ, trong đó họ Hoàng là một đại tộc. Ông ngoại Bác Hồ, tức cụ Hoàng Xuân Đường, là một nhà nho trọng nghĩa, đã nhận chàng trai Nguyễn Sinh Sắc mồ côi cha mẹ bên làng Sen về nuôi cho ăn học và gả cho anh người con gái lớn là cô Hoàng Thị Loan. Chính hình ảnh người con trai mồ côi hiếu học ngồi trên mình trâu miệt mài đọc sách đã làm cho cụ Hoàng cảm động, thương cảm, tôn trọng và nhận làm con rể. Chúng tôi đang ở khu di tích Hoàng Trù, quê ngoại của Bác, nằm trong khuôn viên khoảng 3.500 m². Cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã ra đời trong cái không khí yên ả như thế này đây, với lũy tre làng, với những con đường đất nhỏ. Và khi đứng giữa cái không khí tĩnh lặng bình yên này thì đoàn chúng tôi dường như đang được trở về với những khoảng thời gian ấu thơ của Bác, tai vẫn văng vẳng nghe những câu hò ví dặm và những câu hát ru của người bà, người mẹ của Bác. Đây là ngôi nhà lá ba gian nhỏ bé nơi Bác đã ra đời và sống tới năm lên 5 tuổi khi cùng anh trai theo cha mẹ vào Huế. Ngôi nhà được cụ Hoàng xây cho con gái ra ở riêng cùng chồng ngay trong sân vườn. Bà Loan sinh Bác khi mới 22 tuổi. Trong khuôn viên còn có nhà thờ họ và ngôi nhà lá năm gian của ông bà ngoại Bác. Tôi là Jan Plett, đến từ Hà Lan, là giám đốc điều hành của một công ty sữa tại Việt Nam. Vì vậy, tôi cũng muốn tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam. Trước khi đến đây, tôi đã đọc những quyển sách viết về cụ Hồ. Càng hiểu, tôi càng thực sự ngưỡng mộ ông. Tôi cảm thấy một điều vinh hạnh được đến đây. Vì ở một khía cạnh nào đó, tôi đã học được ở cụ Hồ phong cách của một người lãnh đạo giỏi, cách cụ Hồ lãnh đạo đất nước của Việt Nam, cũng là cách giúp tôi lãnh đạo công ty của chúng tôi. Tôi cũng thích đi nhiều nước để xem, trải nghiệm và học hỏi từ những nền văn hóa khác nhau. Tôi tin rằng cụ Hồ cũng giống như thế, muốn tự mình tìm hiểu về những nền văn hóa trên thế giới. Tôi thấy cụ Hồ đã đến London, Paris. Ông nói được nhiều thứ tiếng. Điều đó khiến ông trở nên đáng tự hào về nguồn gốc của mình khi ra nước ngoài. Có lẽ cũng giống như cảm giác của tôi khi tiếp xúc với một nền văn hóa khác. Tôi thấy tôi hiểu về bản thân mình nhiều hơn. Từ làng Chùa có một con đường nhựa đi tắt tới làng Sen cách đó 1 cây số. Nếu theo quốc lộ 46 thì mất 2 km. Đây là một miền quê nên thơ thuộc miền Châu Thổ sông Lam, dưới chân dãy Đại Huệ hùng vĩ, đẹp như một bức tranh sơn thủy. Công trình lớn nhất của khu di tích Kim Liên là khu nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Sen, mà bà con quen gọi là đền thờ Bác. Thực ra đây là một khu đền lớn gồm nhiều hạng mục công trình, trong đó có nhà tưởng niệm. Phong cách kiến trúc mang dáng dấp truyền thống, vừa bề thế cho xứng với lòng ngưỡng mộ của nhân dân đối với Bác, lại vừa ấm cúng gần gũi, hợp với tình thương yêu của mọi người dành cho lãnh tụ. Đây là một trong những ngôi đền được nhiều người tới chiêm bái nhất. Mỗi năm có khoảng 2 triệu khách tới dâng hương, kể cả người nước ngoài.
làng sen quê nội Bác tên chữ là Kim Liên, trước thuộc xã Trung Cự, Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, một miền quê rất giàu truyền thống văn hóa và yêu nước. Chúng tôi đang có mặt tại làng sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi sinh ra người con vĩ đại của dân tộc, người đã mở ra một kỷ nguyên đại phục hưng của đất nước sau một thế kỷ đắm chìm trong lầm than nô lệ. Ký sự hành trình theo chân Bác xin được bắt đầu từ nơi đây, nơi làng quê nghèo trọng danh dự và giàu truyền thống văn hóa cách mạng. Cách đền thờ không xa là ngôi nhà của cụ Nguyễn Sinh Sắc, nơi cha con Bác sinh sống từ năm 1901 đến 1906. Địa mình dừng chân ở đây chính là làng sen quê nội của Bác. Nó là quê nội nhưng Bác mình gắn bó mảnh đất này cũng chỉ có 5 năm thôi. Từ khi Bác 11 tuổi cho đến khi Bác lên 16 tuổi. Chúng ta biết được rằng là gia đình Bác trở về đây là vào năm 1901. Lúc bấy giờ là bố của Bác vừa đầu học vì phỏ vàng. Phong tục ngày xưa là đỗ đạt rồi, được hưởng lễ vinh quy bái tổ. Rời mảnh đất Hoàng Trù, quê ngoại đầy ơn nghĩa và lưu luyến, gia đình ông Nguyễn Sĩ Chắc đã trở về mảnh đất làng sen này. Về đây đối với nhân dân làng sen, lần đầu tiên trong làng mới có người đậu cao như vậy, cho nên cả làng này đã rất mừng, cùng nhau góp công góp của là mua ngôi nhà gỗ 5 gian, dựng trên mảnh đất học điền rộng tới 2.500 m² để mừng cho gia đình quan phỏ bảng. Đồng thời người anh cùng cha cả mẹ của Nguyễn Sinh Chắc là Nguyễn Sinh Thuyết cùng sửa làm thóc nhà mình và dựng ngôi nhà ngang 3 gian ở phía dưới để mừng cho em công thành danh toại. Xin nhắc lại giai đoạn đầu đời của Bác để thấy được gia cảnh lận đận trong buổi thiếu thời. 5 năm đầu, Bác sống với cha mẹ và ông ngoại ở Hoàng Trù. Từ 5 đến 11 tuổi, theo cha mẹ vào Huế. Năm 11 tuổi, mẹ qua đời, Bác theo cha về sống ở ngôi nhà này. Năm 16 tuổi, Bác theo cha vào Huế lần thứ hai, rồi không trở về ngôi nhà này nữa. Là một người con của miền Nam xa xôi, thật là xúc động khi mà Hiền cũng như Phương được đặt chân đến nơi này. Nơi mà Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, người con vĩ đại của dân tộc đã cất tiếng chào đời. Trong một cái không gian thật là thanh bình và yên ả của làng quê Trung Bộ cách nay hơn thế kỷ, chắc cũng khoảng đó, và vẫn được lưu giữ đến ngày hôm nay, thì có thể là làm cho chúng ta hiểu thêm về tình đất, tình quê đã thấm đẫm trong tâm hồn thời niên thiếu của Bác như thế nào. Phương hoàn toàn đồng ý với Hiền thôi. Tại vì bất kỳ người nào khi đến đây và đứng trong cái không gian này thì cũng đều rất là xúc động. À mà Hiền ơi, hình như Hiền biết rất là nhiều bài hát về Bác đúng không? Thì nhân dịp tụi mình tới đây thì Hiền có thể nào hát một bài cho khán giả cùng nghe không? À, đúng là Hiền cũng đã hát cũng khá nhiều bài hát về Bác Hồ trong rất nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà nếu mà hôm nay được hát ở đây thì quả thật đây là lần đầu tiên được hát trên mảnh đất quê hương của Bác. Và có lẽ là bây giờ mời Phương và tất cả quý vị ở đây hãy thưởng thức một bài hát mà Hiền mới tập đây thôi, mới tập ngày hôm qua. Bài hát có tên là Từ Làng Sen. Từ làng sen có một người trai chí lớn, mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương. Ra đi tìm khắp bốn phương đường đi cho cả dân tộc dặm trường mà giống pha. Chiếc áo vải mong manh khắp trời Âu giá lạnh, xót thương người cùng cạnh càng chạnh lòng nước non. Thân trong chốn lao tù lòng hướng về quê hương, nước nhà đang khổ đau người xót xa trong lòng. Khắp bốn biển năm châu kiếp người dân nô lệ cũng đau lòng khôn kệ, phải đoàn kết đấu tranh trong gian khó trưởng thành cùng với đảng chiến đấu. Đói khổ chốn rừng
sâu người vững tin ở thắng lợi. Mẹ Việt Nam sinh một người con trung hiếu, người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh. Người làm rạng rỡ quê mình, ngàn năm không thể phai được nghĩa tình của toàn dân.